bậc cân trầm thằng ngày thì mập hay pram và khai cả nhà ní, bậc phê cả làm một chấm nôn rồi bỏ cả một chiếc cầm phong tai đầm na cả bậc cút nông bớt tất cả cái là đất thúng, bậc chạm thuyết ở tin đầu bậc thế chân, bậc phê cả làm một chấm nôn rồi bỏ cả một chiếc đôi chân hai tấc quần đào tài khoản đồ đập vào thì tụ đóng vô đồ bỏ bỏ cầm phong đầm na cả bậc cút chấm rú, nơi thằng ngày thì mập hay pram khai cả nhà ní nông mà hà bớt tất cả cái là ở tin đầu thì còn hàng châu khát suy chiang nơi xa thật nã rót bậc chiếc mình chân. ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនប្រតិភូកីឡាសរុបចំនួន108ប្រភេទកីឡាអត្តពលិកកម្ពុជា106នាក់នៅក្នុងនោះមានអត្តពលិកចំនួន108នាក់នៅក្នុងចំណោមដល់7ប្រភេទកីឡារួមមានកីឡាហែលទឹក4នាក់អត្តពលកម្ម16នាក់វាយសី2នាក់បាល់បោះ3នាក់ទល់3នាក់មានអត្តពលិកចំនួន4នាក់គ្រីកគីកមានអត្តពលិក15នាក់ទូកនាក់16នាក់គុនដាវ2នាក់យូដូ2នាក់ចៃជិតស៊ូ2នាក់ការ៉ាតេ10នាក់អុកចិន2នាក់ទូកដង3នាក់តៃក្វាន់ដូ10យូធី6នាក់សូទានីចំនួន10នាក់ត្
nâng cổ rê khẳng thơ bồng.